Mình đã nói gì với Jenny trong 1 phút 30 giây ít ỏi tại buổi fansite? Đây là biểu cảm của Jenny khi mình giới thiệu mình đến từ Việt Nam. Jenny ơi, tôi là người đã tặng cho bạn chiếc nón lá màu xanh dương tại Mỹ đó. Lúc này thì mình chỉ vào chiếc nón lá có vẻ hình ảnh Jenny đang nhảy si tình tại concert Mỹ Đình. Và sau đó thì Jenny đã ký tặng chữ ký cho mình. Mọi người có nhận ra đâu là chữ ký của Jenny không nè? Lúc này là mình giới thiệu về em La Bubu, mặc áo dài Việt Nam, đội nón lá Việt Nam màu xanh dương cho Jenny. Và Jenny đã tỏ ra rất thích thú và dành lời khen là so cute cho em La Bubu. Mình chia sẻ với Jenny là mình chỉ có vỏn vẹn 5 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi thôi, và mình muốn gửi gắm một chút tấm lòng của Blink Việt Nam cho Jenny, vì Việt Nam rất là nhớ Jenny rồi. Mọi người có thấy chiếc khăn rằn lấp ló không? Lúc này mình hồi hộp quá mà quên mất treo khăn rằn cho Jenny luôn á mọi người. Xong rồi mình có nhờ Jenny tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử tại Mỹ năm ngoái bằng việc là đội nón lá lên và chụp ảnh để gửi tặng một món quà đến các bạn vi Blink. Mọi người xem biểu cảm lúc này đáng yêu không nè, trời ơi. Lúc này là Jenny hỏi mình là nên nhìn vào camera hướng nào, thì mình nói là nhìn vào chiếc nón lá màu hồng ở bên dưới nha. Đỡ tôi mấy bà ơi, đỡ tôi mấy bà ơi. Trời ơi, sao mà có thể đáng yêu tới như vậy mọi người ơi. Mọi người có thấy Jenny nhìn chăm chú bé La Bubu không nè? Và sau đây là cuộc trò chuyện của hai bà tám, kiểu như lâu ngày không gặp lại luôn á mấy bà, nhìn biểu cảm nè. Câu đầu tiên mà mình hỏi Jenny là Jenny ơi, khi nào thì Jenny quay trở lại Việt Nam? Thì Jenny ngay lập tức trả lời là next year, là năm sau. Sau đó thì nghĩ ngợi gì mà em nói lại là hopefully, có nghĩa là hy vọng là như vậy. Rồi Jenny nói tiếp á là năm sau thì sẽ có world tour tại Việt Nam. Em lại nói tiếp một lần nữa là hopefully, hy vọng là như vậy. Kèm theo động tác hy vọng, mình cũng nhanh miệng đáp là Vipling đang rất là mong chờ world tour tiếp theo đến Việt Nam rồi. Thì Jenny lại tiếp tục làm động tác là hy vọng, hy vọng, hy vọng. Sau đó mình mới hỏi Jenny là Jenny ơi, em có còn nhớ câu tiếng Việt nào không? Thì Jenny nói là xin lỗi, tạm thời thì em không có nhớ, nhưng mà mình sẽ bày cho Jenny nói nha. Thì Jenny ngay lập tức đồng ý, sau đó chăm chú lắng nghe và nhìn khẩu hình miệng của mình. Và ngay lập tức Jenny nói tôi yêu Việt Nam rất là chuẩn xác, 2 lần liên tục luôn mọi người ơi. Sau đó thì mình cúi đầu cảm ơn Jenny rất là nhiều vì đã dành một món quà rất là đặc biệt đến Vipling. Mình hỏi Jenny là khi nào Jenny ra nhạc mới, thì Jenny giơ tay và nói là soon. Sau đó mình nói tiếp á là Jenny ơi, ra nhạc sớm đi, Vipling sẵn sàng cày view và stream trên tất cả mọi nền tảng. Jenny nói tiếp là tôi sắp comeback rồi. Sau đó thì mình có hỏi gài Jenny là Jenny ơi, spoil một động tác nhỏ được không? Thì Jenny nói là bí mật. Lúc này thì nhân viên báo với mình là mình bị hết thời gian rồi nên mình quên mất, vẫn chưa kịp tặng khăn rằn cho Jenny luôn. Và mình kịp nói thêm một câu nữa là năm sau world tour nhớ đến Việt Nam nha. Thì Jenny nói là đừng có lo, soon soon, sớm thôi, sớm thôi. Trời ơi, sao mà đáng yêu quá vậy mọi người ơi. Lúc này thì Jenny còn nói cảm ơn và vẫy chào mình nữa.